chỉ cần cho chanh vào ngăn đá là bạn đã có ngay một thần dược. Nếu muốn tận dụng tối đa công dụng của chanh thì bạn hãy cho ngay quả chanh đó lên ngăn đá nhé. 1. Công dụng của chanh. Chanh vốn là một loại quả tự nhiên, có nhiều tác dụng trong việc chăm sóc sức khỏe và làm đẹp cho mọi người. Tuy nhiên, chắc các bạn không biết rằng chanh tươi đã tốt, chanh đông lạnh còn tốt hơn nhiều lần. Khi được bảo quản trong điều kiện bình thường, chanh có rất nhiều công dụng như thải độc cơ thể, cung cấp vitamin C, giúp tăng cường hệ miễn dịch và giảm béo bụng rất tốt. Tuy nhiên, khi bạn cho chanh vào đông lạnh, bạn sẽ có ngay một thần dược giữ nguyên các công dụng của chanh. Ngoài ra, còn có khả năng chống lão hóa cao gấp nhiều lần ban đầu. Chất chống oxy hóa trong chanh giúp bạn giảm các vết thâm, đốm trên da, cải thiện các nếp nhăn. Thậm chí uống chanh đều đặn giúp bạn giảm sẹo, trẻ hóa làn da, bởi nó giúp giải độc trong máu, giữ da bạn đều màu và rạng rỡ. Đặc biệt, rất nhiều người không biết rằng hầu hết các dinh dưỡng, chất chống oxy hóa tập trung ở vỏ chanh, phần bạn hay vứt đi. Nên việc đông lạnh chanh sẽ giúp bạn dễ dàng sử dụng được phần vỏ chanh một cách dễ dàng. 2. Hướng dẫn làm chanh đông lạnh. Bạn mua chanh tươi rồi ngâm 10 đến 15 phút trong nước muối loãng. Vớt ra vậy cho ra bớt nước, cho chanh trực tiếp vào trong ngăn đá tủ lạnh. Khoảng 4 đến 5 tiếng sau khi chanh đã đông cứng hoàn toàn thì có thể mang ra sử dụng. 3. Cách sử dụng. Lấy dụng cụ bào nhỏ cả quả chanh, rồi trộn chanh đá bào vào sinh tố hoặc các món salad để ăn trực tiếp. Mỗi tuần, các bạn hãy chăm chỉ ăn từ 2 đến 3 quả chanh đông lạnh mỗi tuần để có thể trẻ hóa cơ thể và chống lão hóa về lâu dài. Chăm chỉ ăn hỗn hợp này mỗi tuần, bạn sẽ thấy gương mặt trẻ ra cả chục tuổi. Ngoài ra, hỗn hợp này còn có khả năng thanh lọc cơ thể, hỗ trợ quá trình giảm cân, đốt mỡ hiệu quả hơn. Cảm ơn bạn đã xem video của Sức khỏe tự nhiên. Hãy like, comment và đăng ký kênh bạn nhé. Vì sức khỏe người Việt. Ai bị gai cọt sống thì không nên bỏ qua bài thuốc cực đơn giản này. Sau khi dùng cho mẹ để khỏi bệnh gai đôi cột sống, chị Phương Loan đã chia sẻ bài thuốc này với bạn bè và mọi người trên Facebook. Chị đã tìm thấy nhiều đồng minh cùng mẹ chiến đấu với căn bệnh. Ai có mẹ già bị đau xương khớp, đặc biệt là bị gai cọt sống, đều sẽ thấy xót xa vô cùng. Mỗi lần chứng kiến cảnh mẹ bị đau vùng cổ, thắt lưng, chị Phương Loan, quê gốc Đồng Nai, lại ứa nước mắt. Thương thay cho mẹ. Chỉ có điều, mẹ chị nhất mực không chịu đến bệnh viện. Bà cứ gàn con, bà bảo: mẹ sống chung với lũ cả 20 năm nay rồi, giờ đi khám làm gì cho phí tiền. Nhưng đấy là khi bà mới 70 tuổi, còn đi lại túc tắc được và thời tiết lúc đó ở miền Nam không quá khắc nghiệt. Sau đó, bà đã cùng cả gia đình chị Loan ra Hà Nội sinh sống, nên càng cảm nhận rõ rệt những cơn đau do căn bệnh này đem lại. Nhớ lại khoảng thời gian hãi hùng ấy, chị Loan chưa hết rùng mình. Tôi thương mẹ tôi lắm, bệnh gai cột sống của bà khi ấy đã trở nặng đến mức suốt ngày đau tê ở cổ, rồi lan qua hai tay, đau dọc sống lưng xuống hai chân. Tôi có massage đấm bốt hay cho bà uống thuốc giảm đau cũng không ăn thua. Đêm đến, bà không dám làm phiền con cháu nên cứ rì rì khóc. Khi thời tiết ổn định thì mẹ tôi túc tắc đi khắp nhà, vui vẻ vì đỡ mệt, nhưng chỉ vài ngày sau, mức độ đau sẽ tăng lên gấp đôi. Khi tái khám, bác sĩ nói mẹ tôi đã bị rất nặng, dây thần kinh chèn ép quá nặng, không chừng chỉ một thời gian ngắn nữa sẽ gặp chứng ống tủy, thu hẹp rối loạn đại tiểu tiện và mất cảm giác toàn thân. Đến mức ấy thì mẹ tôi sợ quá, bà hốt hoảng xin tôi đưa đi khám. Của đáng tội là vì thằng cháu đích tôn vừa cưới vợ, vợ cháu lại đang mang bầu sắp đẻ. Mẹ tôi háo hức được nhìn mặt chắc nên rất muốn chữa khỏi bệnh, để vào Nam bế chắc một lần. Tôi chạy đôn chạy đáo khắp các bệnh viện đông, tây y ở Hà Nội. Nhưng tây y thì không tác động vì mẹ tôi đã cao tuổi,
còn đông y kể cả châm cứu cũng rất lâu khỏi. Buồn chán, tôi than thở với bạn bè qua điện thoại và đăng lên cả Facebook kêu la để đỡ stress. May thay cậu bạn cấp 3, khi đọc được chia sẻ của tôi, đã nhắn một tin nhắn đáng giá ngàn vàng. Mình sẽ mách cho mẹ cậu cách chữa bệnh bằng 3 loại thảo dược đơn giản, chanh, bưởi và ngải cứu. Chờ mình đi công tác về rồi sẽ tặng nhà chỉ cho bà nhé, 2 ngày nữa thôi. Mừng như trúng số độc đắc, tôi khoe ngay với mẹ. 2 ngày sau, cậu bạn tôi đến nhà và chỉ cho một bài thuốc vô cùng dễ làm và dễ dùng. Chỉ cần chuẩn bị 2 quả bưởi, 1 cái chanh bỏ hạt phơi khô, 200g ngải cứu khô, đem tất cả các nguyên liệu xào vàng, hạ thổ rồi ngâm với 2 lít rượu, 200g đường phèn trong 1 tuần cho ngấm rồi đảo đều, để kỹ từ 3 tuần đến 1 tháng là có thể lấy ra dùng được. Uống thuốc hàng ngày, mỗi lần uống một chén nhỏ khoảng 5-10ml sau ăn. Thời gian đầu dùng thuốc, người bệnh sẽ đau đớn vì công thuốc, nhưng chỉ cần cố gắng chịu đựng, thì từ ngày thứ 7 trở đi sẽ thấy cảm giác êm ru. Tôi vội vã mua đầy đủ nguyên liệu trên và ngâm rượu cho mẹ dùng. Đúng như lời cậu bạn tôi nói, sau 7 ngày, mẹ tôi như tìm lại được niềm vui sống. Bà ăn ngon miệng hơn, đi lại dễ dàng và ngủ gần 5 tiếng liên tục mà không đau e ẩm mình mẩy như trước nữa. Tôi mừng lắm, dục mẹ uống đều trong 1 tháng liền. Sau đó, tôi gọi điện nhờ cậu bạn tư vấn xem nên uống tiếp thế nào. Cậu ấy cũng vui lây và bảo, mẹ cậu bị đã lâu nên để bà uống đều đặn trong vòng 2-3 tháng. Sau đó nửa năm thì uống lại liên tục trong 1 tháng. Cách năm sau, mỗi năm uống 1 lần liên tục trong 1 tháng là được. Mẹ tôi đã chữa khỏi gai cột sống đơn giản chỉ bằng bài thuốc đó đấy. Tôi háo hức chia sẻ bài thuốc hữu dụng này cho bạn bè, họ hàng gần xa. Nhờ thế mà mẹ tôi đã có thêm nhiều đồng minh nữa trong cuộc chiến chống lại căn bệnh đáng ghét này. Và thật tuyệt vời, ngay sau liệu trình đầu tiên, mẹ tôi đã đủ sức khỏe để bay vào Nam, chăm chắc mới chào đời. Bà vui mừng lắm. Qua tìm hiểu, tôi được biết, trong dân gian có nhiều cách chữa gai cột sống, tận dụng những thảo dược dễ kiếm không có tác dụng phụ, nhưng thực tế áp dụng lại rất hiệu quả. Trong bài thuốc kết hợp từ các thành phần trên cũng rất có lý. Bưởi bưởi có những phytochemical ngăn ngừa chất prostaglandin làm viêm khớp xương. Theo đông y, muối bưởi có vị ngọt, chua, tính hàn, có tác dụng kiêng tỳ, giảm ho, tan đờm, chữa rối loạn tiêu hóa, đau đầy bụng, khó tiêu, đau khớp. Vỏ bưởi tính ấm, vị đắng, ngọt, có tác dụng tan đờm, giảm ho, điều hòa khí huyết, giảm đau. Ngải cứu thì tính ấm, có vị cay, có tác dụng ôn hòa khí huyết, hay được dùng chữa các bệnh đau đầu hoa mắt, nhức buốt xương khớp, đau thần kinh tọa. Chanh có chức năng giải độc, bảo vệ thành mạch, tăng cường hệ miễn dịch và hạn chế tác hại của những gốc tự do để làm chậm sự lão hóa, từ đó tăng cường khả năng tự chữa gai cột sống. Theo đông y, lá, rễ và vỏ quả chanh có vị the, đắng, mùi thơm, tính bình, có tác dụng tán phan giải nhiệt, hoạt huyết, thông kinh lạc, tiêu đờm, tiêu thực, giảm ho, sơ tiết càng khí. Cây chanh thuộc nhóm 54 cây thuốc, có giá trị dược liệu cao nhất trong danh mục hơn 7.300 loại thực vật, được tổ chức Plant for a Future ở Anh Quốc phân loại và xếp hạng căn cứ vào giá trị dinh dưỡng cũng như dược liệu. Theo bác sĩ Hoàng Khánh Toàn, trưởng khoa y học cổ truyền, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108, các vị thuốc trong bài đều có tính ấm, lại được ngâm trong rượu đế cũng có vị cay, tính nhiệt nên rất phù hợp chữa gai cột sống. Thêm nữa, vỏ bưởi và quả chanh đều có công năng hàn khí nên có tác dụng chỉ thống giảm đau. Theo y học cổ truyền, thống đau là do bất thông, ứ trệ, tắc nghẽn. Các vị thuốc có công năng làm cho kinh mạch thông suốt, khí huyết lưu chuyển bình thường thì chứng đau thuyên giảm, chữa thoái hóa cột sống. Mong là mọi người khi áp dụng bài thuốc này đều sẽ thành công và vui vẻ sống khỏe như mẹ tôi nhé. Cảm ơn bạn đã xem video của Sức Khỏe Tự Nhiên. Hãy like, comment và đăng ký kênh bạn nhé. Vì sức khỏe người Việt.
nấu cà tím lấy nước uống, cô gái thu được kết quả kinh ngạc sau 2 ngày. Từ khi phát hiện những cơn đau do bệnh khớp, đặc biệt là ở đầu gối và mắt cá chân, người phụ nữ này đã đến khá nhiều nơi và được bác sĩ cho dùng thuốc, nhưng cơn đau chỉ hết tạm thời. Sau đó, cô tìm kiếm các phương pháp điều trị viêm khớp tự nhiên, vô tình đọc được một bài thuốc với cà tím. Chính nó đã giúp cô đoạn tuyệt với triệu chứng và biến chứng của căn bệnh này. Phương thuốc này là tất cả những gì cô cần để làm dịu những cơn đau khủng khiếp ở các khớp. Điều này hoàn toàn có thể xảy ra vì trong cà tím chứa nhiều chất sắt và dồi dào vitamin giúp ngăn ngừa thiếu máu. Bên cạnh đó, magie, kali và canxi cùng với vitamin A và C trong cà tím còn có tác dụng cải thiện cấu trúc xương, giúp tăng cường hệ thống miễn dịch. Và cà tím là loại quả chứa nhiều chất xơ. Không những vậy, trong cà tím còn có một chất gọi là axit chlorogenic, một chất chống oxy hóa rất mạnh, giúp đẩy lùi các bệnh về đường ruột và cải thiện hệ tiêu hóa. Bên cạnh đó, ăn cà tím còn tốt cho người bị bệnh tiểu đường type 2 vì lượng xơ dồi dào chứa trong nó. Nước cà tím vừa dùng để uống, vừa dùng để thoa và bốt như một loại dầu giảm đau nhức khá hiệu quả. Cách thực hiện được cô gái chia sẻ như sau. Chuẩn bị: một quả cà tím cỡ vừa, 1 lít nước. Thực hiện: 1. Trước tiên, bạn rửa cà tím và thái thành từng khúc mỏng. 2. Đun sôi 1 lít nước, tắt bếp. 3. Cho cà tím vào nồi nước vừa đun, đậy nắp lại. 4. Ngâm cà tím trong nồi nước sôi cho đến khi nước nguội hoàn toàn. 5. Cuối cùng, lọc bỏ phần xác cà tím và chắc lấy phần nước. Cách dùng: theo như lời chia sẻ thì chỉ sau 2 ngày uống và bôi nước cà tím, các cơn đau khớp sẽ dần biến mất. Nhưng để đạt hiệu quả tối ưu thì bạn nên duy trì uống nước cà tím trong khoảng 2 tuần. Cảm ơn bạn đã xem video của Sức Khỏe Tự Nhiên. Hãy like, comment và đăng ký kênh bạn nhé. Vì sức khỏe người Việt. Bảy lý do bạn nên uống nước chanh mỗi ngày. Các hàng quán luôn sẵn sàng phục vụ nước chanh cho khách. Một số người thường bắt đầu ngày mới bằng ly nước chanh. Đây thực ra là một loại đồ uống giải khát tuyệt vời khi trời nắng nóng. Không chỉ dễ uống mà còn mang lại rất nhiều lợi ích cho sức khỏe. Dưới đây là 7 lợi ích sức khỏe của nước chanh. Hy vọng rằng sau bài viết này bạn sẽ có câu trả lời của riêng mình. 1. Cung cấp nước cho cơ thể. Nước chiếm đến hơn 70% trọng lượng cơ thể. Đây là thành phần quan trọng của mọi sinh vật trên hành tinh. Bổ sung đầy đủ nước sẽ giúp cơ thể bạn luôn tràn trề sức sống. Và dĩ nhiên, nếu thêm vị chanh vào ly nước sẽ khiến bạn uống được nhiều hơn và cơ thể không bị nguy cơ thiếu nước. 2. Nguồn cung cấp vitamin C. Chanh thuộc giống cây họ cam quýt, vốn chứa hàm lượng vitamin C cao. Chanh là nguồn cung cấp vitamin C tốt. Theo Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ thì 1/4 cốc nước ép chanh tươi cung cấp hơn 30% lượng vitamin C khuyến cáo hàng ngày. Vitamin C là một chất chống oxy hóa, chủ yếu giúp bảo vệ các tế bào khỏi sự tổn thương do các gốc tự do gây nên. Trong các nghiên cứu, vitamin C được chứng minh là làm giảm nguy cơ mắc các bệnh tim mạch và đột quỵ, cũng như làm hạ huyết áp. Nghiên cứu đăng trên Scopus cho thấy những người có lượng vitamin C thấp, đặc biệt là đàn ông béo phì, cao huyết áp thì có nguy cơ mắc đột quỵ cao hơn. Một số chuyên gia cho rằng vitamin C cũng giúp phòng ngừa và làm giảm thời gian mắc bệnh cúm ở một số người. 3. Cải thiện làn da. Vitamin C trong chanh có thể giúp làm giảm sự hình thành các nếp nhăn. Một nghiên cứu đăng trên tạp chí của Hiệp hội Dinh dưỡng Lâm sàng Hoa Kỳ kết luận những người tiêu thụ nhiều vitamin C hơn thì ít có nguy cơ bị da khô và nhăn. Uống nhiều nước giúp cải thiện làn da cũng là một kiến thức phổ biến. Nếu làn da mất đi độ ẩm thì sẽ bị khô, có xu hướng nhăn nheo. Các chuyên gia khuyên bạn nên uống 8 ly nước mỗi ngày để giúp giải khát cơ thể và làn da khỏi các độc tố.
bón, giúp giảm cân. Một nghiên cứu cho thấy các chất chống oxy hóa tìm thấy trong chanh làm giảm đáng kể sự tăng cân do chế độ ăn giàu chất béo ở chuột. Bên cạnh đó, sự kháng insulin cũng được cải thiện. Dù kết quả tương tự cần được chứng minh trên người, nhưng trên thực tế, có nhiều người cho biết uống nước chanh giúp họ giảm cân. 5. Hỗ trợ tiêu hóa. Một số người uống nước chanh như một loại thuốc nhuận tràng vào mỗi buổi sáng để ngăn ngừa táo bón. Thực vậy, uống nước chanh ấm hoặc nóng khi thức dậy có thể hỗ trợ tiêu hóa. Y học cổ truyền Ấn Độ tin rằng vị chua của chanh làm kích thích Agni. Một Agni khỏe mạnh sẽ khởi động hệ tiêu hóa mạnh mẽ. Nhờ đó, thức ăn được tiêu hóa dễ dàng và giúp ngăn ngừa sự tích lũy các chất độc. 6. Hơi thở thơm mát. Bạn đã từng dùng chanh sắc lên tay để tẩy đi mùi hôi khó chịu. Trên thực tế, trái chanh được cho là có tác dụng khử mùi. Đặc biệt, bạn có thể áp dụng biện pháp khử mùi này khi ăn các thực phẩm nặng mùi như tỏi, hành, cá. Hãy giữ cho hơi thở thơm mát bằng cách uống một ly nước chanh sau bữa ăn và khi thức dậy. Chanh cũng kích thích tiết nước bọt và nước giúp ngăn ngừa khô miệng, vốn dẫn đến hơi thở hôi do sự quá phát vi khuẩn. 7. Ngăn ngừa hình thành sỏi. Chất axit citric trong chanh có thể ngăn ngừa hình thành sỏi canxi. Trang UWV khuyến cáo tăng lượng axit citric tiêu thụ để giảm nguy cơ hình thành sỏi canxi mới. Uống nước chanh không chỉ giúp bạn bổ sung thêm axit citric mà còn cung cấp nước, vốn cũng ngăn ngừa sự tạo sỏi. Cách pha nước chanh. Để tận hưởng những lợi ích tuyệt vời từ nước chanh, bạn cần phải uống thường xuyên. Khi pha nước chanh, bạn luôn cần nhớ rằng phải sử dụng chanh tươi. Vắt nửa quả chanh vào khoảng 250ml nước đã đun sôi, nước ấm hoặc nước lạnh. Bạn có thể sáng tạo thêm mùi vị cho cốc nước chanh bằng cách sử dụng một thìa mật ong, một lát gừng tươi, một chút quế hoặc là một nhánh bạc hà. Một vài lát cam hay dưa chuột vào ly nước chanh cũng là một ý tưởng hay. Hãy bắt đầu buổi sáng bằng ly nước chanh ấm và pha một chai nước chanh để trong ngăn mát của tủ lạnh rồi dùng cho cả ngày. Tác dụng phụ của nước chanh. Nước chanh nhìn chung là an toàn khi uống, nhưng cũng có một vài tác dụng phụ có thể xảy ra mà bạn cần biết. Chanh chứa axit citric có thể ăn mòn men răng. Để hạn chế nguy cơ này, hãy uống nước chanh qua ống hút và súc miệng sau khi uống. Đồng thời, axit citric cũng có thể kích thích gây ở nóng ở một số người. Tuy nhiên, một số người có thể cảm thấy giảm nhẹ ở nóng vì chanh trở nên kiềm tính khi ở trong đường tiêu hóa. Nếu chanh làm nặng thêm tình trạng ở nóng thì bạn cần tránh thức uống này. Một số người cũng báo lại rằng họ thường xuyên phải vào nhà vệ sinh hơn khi uống nước chanh. Đó là do nước chanh cũng là đồ uống lợi tiểu, tức là làm tăng sản xuất nước tiểu. Nguyên nhân có thể là do tác dụng của chanh hoặc là do bạn uống nhiều nước. Cảm ơn bạn đã xem video của Sức Khỏe Tự Nhiên. Hãy like, comment và đăng ký kênh bạn nhé. Vì sức khỏe người Việt. Rượu vang đỏ ngâm hành tây giúp ổn định huyết áp chỉ sau 5 ngày. Bệnh cao huyết áp thường được gọi là kẻ giết người thầm lặng, bởi đây là căn bệnh ít có biểu hiện ra bên ngoài. Ngoài những cách chữa theo y học hiện đại, còn có những bài thuốc cổ truyền dễ áp dụng như rượu vang đỏ ngâm hành tây dưới đây. Chị Ngọc Hà cùng mẹ chiến đấu với căn bệnh cao huyết áp và đau nhức do tuổi già đem lại đã lâu. Áp dụng đủ các phương pháp đông y, tây y kết hợp mà chẳng ăn thua. Trước kia, mẹ chị rất năng động, thường xuyên tham gia các hoạt động cộng đồng ở tổ dân phố, lại thoải mái đi du lịch và ăn uống ngon miệng mỗi dịp gia đình tụ tập quây quần. Nhưng gần đây, chứng kiến cân nặng của mẹ bắt đầu khó kiểm soát do ít vận động và tập thể dục vì chứng đau nhức hành hạ, chị Ngọc Hà thấy sốt ruột và lo lắng vô cùng. Thật may mắn, trong một lần đi công tác ở Hồng Kông, nhờ đối tác công ty bạn chia sẻ mẹo nhỏ, chị Ngọc Hà đã giúp mẹ đánh bại chứng huyết áp cao và bệnh đau nhức. Dần dần lấy lại nếp sinh hoạt như trước kia, chị Ngọc Hà đã chia sẻ bài thuốc đơn giản
nhưng vô cùng hiệu nghiệm này với mọi người. Hôm nay mình xin chia sẻ với mọi người một vị thuốc rất hay mà mẹ mình đã uống và thấy rất hiệu quả. Lúc trước, ngày nào mẹ cũng phải uống thuốc đau nhức, đo huyết áp hàng ngày và thường xuyên phải ra vào bệnh viện thăm khám. Nhưng giờ tình hình của bà đã được cải thiện rất nhiều. Hiện mẹ mình chẳng cần uống thuốc nhưng luôn thấy trong người nhẹ nhõm dễ chịu. Khâu chuẩn bị nguyên liệu khá đơn giản. Chọn mua hành tây, màu tím càng tốt, và một chai rượu vang đỏ, hạt rượu nho cũng được. Hai thứ này đều dễ kiếm. Ngâm theo tỷ lệ 2 củ hành tây trộn với 500ml rượu vang đỏ. Do rượu vang thường được đóng chai theo quy cách 750ml trên một chai, nên mọi người chỉ cần chuẩn bị 3 củ hành tây cho mỗi chai. Mình ít bị cay mắt khi chế biến hành tây nên thường phụ giúp mẹ làm. Trước tiên rửa sạch, lột vỏ, cắt dọc củ hành 8 phần bằng nhau, rồi cho vào bình thủy tinh, đổ rượu vào, đóng kín nắp bình rượu, để chỗ thoáng mát khoảng 1 tuần. Sau đó chắc riêng rượu và hành vào 2 bình đựng khác nhau, cắt rượu vào tủ lạnh. Lưu ý mọi người, khi ngâm rượu, hoàn toàn có thể cho cả lớp vỏ của hành vào. Hiệu quả giảm đau nhức và hạ huyết áp sẽ càng cao. Cách dùng của mẹ mình như sau. Mỗi lần uống chừng 50ml, mỗi ngày uống 1-2 lần. Người cao tuổi khuyến khích nên dùng khoảng 20ml để có tác dụng tốt nhất. Mọi người nên ăn cả lát hành đã ngâm. Những ai không uống được rượu thì cho thêm vào một lượng nước tương đương với một lần sử dụng. Đun sôi 5 phút rồi mới để lạnh và uống. Đối với người thích ngọt, có thể pha thêm vào nước rượu chút mật ong. Theo tài liệu mình và mẹ tham khảo được, thì hành tây, đặc biệt là hành tím, có tác dụng giúp hạ huyết áp một cách tự nhiên. Và rượu vang đỏ ngâm hành tây là bài thuốc đa năng rất hữu hiệu. Ở Nhật Bản, người ta dùng loại rượu ngâm này chữa bệnh cao huyết áp, giảm lượng đường trong máu, cải thiện tật viễn thị ở người cao tuổi, chữa chứng tiểu đêm, khó ngủ, mắt mờ và mệt mỏi, chữa bệnh nước tiểu đục, trướng bụng do bí đại tiện. Mình đã quảng cáo bài thuốc rẻ tiền này cho bạn bè và đồng nghiệp. Nhiều người dùng loại rượu trên cho biết sau 3-5 ngày thấy kết quả ngay, da càng hồng, ngủ ngon, chân tay linh hoạt hơn. Chúc mọi người cũng tìm lại được niềm vui và hạnh phúc tuổi già đơn giản như mẹ mình. Không nên vứt bỏ hành tây quá nhiều khi chế biến. Hành tây tím ngoài công dụng ổn định huyết áp còn giúp ngừa thiếu máu, giảm viêm, tăng cường hệ miễn dịch, giúp giảm sốt, làm loãng máu, đánh tàn các cục máu đông và lọc máu ra khỏi các chất béo không lành mạnh. Khoa học hiện đại đã chỉ ra rằng chất flavonoid chống oxy hóa có nhiều ở những lớp vỏ ngoài của hành tây. Nếu lọt 2 lớp vỏ đầu tiên của hành tây thì ta đã loại bỏ 75% chất chống oxy hóa có nguồn gốc tự nhiên. Vì vậy, thật sai lầm khi lọt vỏ quá nhiều các lớp vỏ này. Các chuyên gia cũng khuyên rằng mỗi người nên ăn ít nhất 3 củ hành tây tím trên một tuần, có thể ngăn ngừa ung thư. Để tốt cho sức khỏe, cần có hành trong chế độ ăn uống, ít nhất là 1 củ hành tây tím mỗi tuần. Uống 1 ly rượu vang mỗi ngày nếu muốn giảm huyết áp. Theo Tổ chức Y tế Thế giới WHO, một người được xác định là mắc bệnh huyết áp cao khi chỉ số huyết áp tối đa trên 140 và huyết áp tối thiểu trên 90. Nhưng vài năm trở lại đây, số lượng người mắc bệnh tăng huyết áp đang có chiều hướng gia tăng. Một nghiên cứu gần đây cho thấy, nữ giới uống đều đặn một cốc rượu vang mỗi ngày sẽ giúp huyết áp giảm từ 2mmHg với phái mạnh. Nếu uống 2 cốc rượu vang đỏ không cồn mỗi ngày trong 1 tháng sẽ giúp giảm huyết áp đáng kể. Với những người trên 50 tuổi, ngay cả khi bị cao huyết áp, họ vẫn nằm trong diện được uống 1 cốc rượu vang đỏ mỗi ngày. Bởi các chất phytochemica trong rượu vang làm tăng cholesterol tốt trong cơ thể. Thêm vào đó, thành phần chất chống oxy hóa giúp bảo vệ niêm mạc của động mạch vành. Vì thế, uống rượu điều độ từ 1-2 ly rượu vang đỏ mỗi ngày rất có lợi cho sức khỏe. Ngoài ra, nhiều người lầm tưởng rằng bị cao huyết áp là không vận động thường xuyên. Thực ra, vận động với cường độ vừa phải
sẽ giúp điều hòa huyết áp, tăng cường nhịp tim và hô hấp. Yoga và thiền cũng là hai phương pháp có hiệu quả ngăn ngừa bệnh cao huyết áp hữu hiệu. Cảm ơn bạn đã xem video của Sức Khỏe Tự Nhiên. Hãy like, comment và đăng ký kênh bạn nhé. Vì sức khỏe người Việt. Sai lầm gây hại nghiêm trọng khi ăn mồng tơi theo cách này, cần bỏ ngay kẻo hối không kịp. Mồng tơi có tác dụng tăng cường và lưu thông tân dịch trong cơ thể, cho nên ở những đối tượng hay bị khô nóng trong người, tiểu gấp, phần khô cứng khi sử dụng cũng mang lại hiệu quả tốt. Có thể nói, không chỉ đem lại nhiều lợi ích cho sức khỏe, mồng tơi còn là loại rau tốt cho sức khỏe mà nhiều người thường ăn, đặc biệt vào mùa hè, rau mồng tơi mát thành nhiệt nên là món rau nhiều người ưa chuộng. Tuy nhiên, không phải ai cũng nên ăn rau mồng tơi. Theo các bác sĩ đông y, những người bị sỏi thận, tiêu chảy nên tránh ăn rau này. Rau mồng tơi chứa nhiều furin, một hợp chất hữu cơ, khi vào cơ thể sẽ biến thành axit uric. Hàm lượng axit uric trong cơ thể cao sẽ làm tăng nguy cơ bị sỏi thận và làm tăng nồng độ canxi oxalate trong nước tiểu, dẫn đến sỏi thận ngày càng to và trầm trọng. Dân gian thường dùng rau mồng tơi làm rau ăn cho mát, thêm tăng dịch khỏi khô háo và chống táo bón do mồng tơi có tính hàn lại nhuận tràng. Nhưng cũng tính từ đặc tính này mà người đang bị tiêu chảy, đại tiện lỏng không nên ăn. Nếu cố tình ăn phải, mồng tơi sẽ là nguyên nhân khiến cho bệnh càng thêm nặng, gây khó chịu trong dạ dày. Rau mồng tơi có chứa hàm lượng cao chất xơ. Một chén rau mồng tơi nấu chín có chứa 6 gram chất xơ. Mặc dù chất xơ rất cần thiết trong quá trình thúc đẩy tiêu hóa, tuy nhiên nếu ăn quá nhiều cùng một lúc có thể khiến dạ dày khó chịu, tiêu chảy. Mồng tơi có thể giúp nhuận tràng, điều trị táo bón. Tuy nhiên ăn nhiều rau mồng tơi có thể dẫn tới tiêu chảy. Người có thân nhiệt thấp, đang tiểu lỏng, tiểu chảy không nên ăn nhiều mồng tơi. Bên cạnh đó, người mắc các bệnh viêm lát dạ dày, tá tràng cũng không nên lạm dụng món ăn này. Lưu ý, chú ý dấu hiệu nhận biết rau mồng tơi ngâm thuốc kích phọt gây ảnh hưởng không tốt tới sức khỏe. Rau mồng tơi, lá ống, mướp là mang màu xanh thiếu ánh sáng. Ngọn vương dài là rau đã được tắm thuốc kích phọt, nên ăn cùng thực phẩm giàu vitamin C. Rau mồng tơi chứa hàm lượng cao axit oxalic, một loại chất hóa học liên kết với sắt và canxi, khiến cơ thể khó hấp thụ các chất dinh dưỡng trên. Để khắc phục vấn đề này, có thể ăn kèm các thực phẩm giàu vitamin C bằng cách kết hợp uống một ly nước cam hoặc cà chua. Vitamin C sẽ giúp cơ thể dễ dàng hấp thụ canxi và sắt. Cảm ơn bạn đã xem video của Sức Khỏe Tự Nhiên. Hãy like, comment và đăng ký kênh bạn nhé. Vì sức khỏe người Việt.